Với ngôi nhà thì chỉ có duy nhất một lần mà thôi. Bởi ngôi nhà là tổ ấm để che nắng, che mưa, che chở cho một mái ấm hạnh phúc. Và sau những năm tháng vất vả bôn ba trong cuộc sống, thì gia đình anh chị Huyền Lượng chúng ta, hai anh chị đã xây dựng cho mình một ngôi nhà vô cùng khang trang, sạch đẹp mà ai ai cũng mơ ước, đúng không ạ? Và ngày hôm nay, niềm vui, niềm hạnh phúc đã được nhân lên rất là nhiều. Bởi sự có mặt đông đủ của tất cả quý vị là niềm vinh hạnh đối với gia đình của chúng tôi. Và sau đây, ban tổ chức xin phép được thay mặt cho anh chị, xin được kính mời quý ông bà, cô dì, chú bác, các bạn trẻ nam nữ thanh niên, chúng ta đã không quản ngày đường xa xa xôi, không quản mưa gió để trở về đây để cùng chúc mừng cho tân gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta đã đến và đang đứng bên ngoài phía cổng tân gia hạnh phúc. Chúng ta hãy cùng nhanh tay hoàn thiện các thủ tục cá nhân bên ngoài và nhanh chân rẽ bước vào trong tiệc mừng tân gia để các quý anh chị trong buổi trưa ngày hôm nay, để chúng ta chọn cho mình một chỗ ngồi ưng ý nhất, thoải mái nhất, để chúng ta cùng nhau rót ra những chén rượu hồng, những chén rượu xanh để chúc mừng cho gia chủ của chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay được hạnh phúc và thăng hoa hơn nữa, được không ạ? Một lần nữa xin được trân trọng kính mời và kính mời toàn thể quý vị. Chúng bố mẹ chúng tình nồng hạt thường tương bón ai ơi em mô hiền lược qua trang dương nặng hơn ai lâu cửa trắng lại phòng lón trang dương nặng hơn em chẳng đi phòng đi trang dương lại bì lại mua cửa trắng như lại hết nhớ làng quảng sang con đi bì bánh na trang sáo nặng mức lời má ló la trang sáo sao nặng mức lời má lầu trang hiệp bền hơn hai mẹ lầy hơn xảy mẹ tản cái lê bì nồng ơi xin đường mở bì nồng lời má làng dấu nặng hơn tở hơn nửa má ba má càng sò luôn tăng má càng tẩy phào má băng hào thân thuyền rào đều kín nam kín che xìa ao căn dết tù tục lò càn trướng chưa cần thảo mắt nặng nặng phan khẩu yai sáu bao nâng trong trong chào chào nhớ chén lầu thái chén chôm chôm thở hơn mở làng sùng yai lệ lăng lì phồn thở xin thưa mở làng sò lệ mây các bà lệ mây tiếng lại bò mè pi động. Dạ vâng, xin hân hoan và nồng nhiệt chào đón quý vị quan khách. Kính thưa quý vị thân mến, lời nói đầu tiên cho phép anh em những người làm chương trình chúng tôi xin được thay mặt cho anh chị chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay, anh chị Huyền Lượng trong buổi trưa hôm nay, xin được gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Dạ vâng, kính thưa quý vị trân trọng và kính mến, các cụ ta ngày xưa thường có câu nói rằng an cư thì mới lạc nghiệp, vì ngôi nhà là tổ ấm, là nơi chốn bình yên, là nơi chứa đựng những tình cảm thiêng liêng hạnh phúc của một gia đình mà ai ai cũng muốn tìm về sau những giờ phút lao động vất vả bôn ba trong cuộc sống. Dạ vâng, để có được ngôi nhà khang trang như ngày hôm nay, đó cũng chính là sự đánh dấu, sự thành công, sự nỗ lực, sự đồng vợ đồng chồng của gia đình anh chị Huyền Lương trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, không để quý vị quan khách phải chờ lâu thêm nữa, chúng ta hãy nở ra một tràng pháo tay thật lớn và để chào đón anh chị Huyền Lương và đại gia đình của mình bước lên sân khấu để ra mắt với toàn thể quý vị. Chúng em trong phòng này trong tỷ lòng hạnh trường rất là vinh dự muốn mang tấm lòng là như địa chỉ tại bản bày xã Cổng Cọ huyện Thuận Châu lấy mã ón ả tàn tà tại gia hiền lượng người mi trong phòng này trong tỷ lòng hạnh trường quán chân tôi làm cờ sáu lấy chiêng sáu lấy chiêng đội trưởng phủ trà lì chiêng bí thư phủ trà quang chiêng phủ trang thánh sản lại bàn hương ứng ma tòng sáu chiêng quân ý trang rồng tới nửa từ ngày nam tiền sáu chiêng quân ai thành niên tuổi sòng xa sáng cao cô ba tư đảo sở phà ý ai hiền lượng qua cho trong mây ló tó mọt cho tiếng cho thái ngay có nắng sợ con đi trên qua bị tế cái đi cái trắng bị tiền vết tóc mày phát hoa phát lường lường phong kiểu chúng hăng sòng kín tộc chiến tổ mang về chiếc tiềm cầm la bùn bùn tóc tanh trên lì hằng như ma nà chu bói mả phía giường chiếc đẹp tài lang áo chờ qua cái lò pin năng ơi trên qua ý ai hiền lượng qua cái trắng về diệt hay ó lại ba xếp la ó lại thầu trắng về kiếm lại ngất tập to cầm kiếm lại quân to sử trắng nhà phải sử ở lệch ma dài nhớ xẻ táng sai ma dài lệ bố sẽ tài táng láng ma còm chiếc xẻ từ con nó phòng nó qua đếch lá mày xin măng như nò nó qua ý ai cái trắng nhà phải hài mưa nặng môn nặng mò le mo nặng trăng hà mưa cái trắng lại mưa mì xem phì bấm đi sang kè khỏ nó qua trắng bó ải cánh nòng ma trời lại tôn trắng bó lưng cánh tà ma phúc sở bà trắng bó ải xe sờ ma trời tìm mưa hết cái lại mưa bên trắng lò ó hanh cầu tăng trong sức hưởng và rằng khách cái trắng hè tiền ngân từ lào pin nòng ơi phải bên ý ai cái trắng hè hà lẩy mưu lý bên trần mưu sẵn bên chép mưu mả bần bè trắng lẩy là hấp khuẩn mưa nam lẩy là con khuẩn mưa rú lệch nòi khuẩn mưa mả mưa bè thầu ké khuẩn mưa mặn mưa tươn chiếc dưới mướn vì xèn thầu khẩu tiềm tiểu mua bè lái lang tê
hai ngày na của lòng chiếc bền má khuôn ngôn lòng chiếc dũng mặn muốn giữ xem trong văn vì chiếc bền ngôn lòng vì bơm đi che chai tên lò pin nóng ơi xin con giản tập bóng mả bộ pè giản tập hảo bộ chân mini ai cứ chẳng nghe kiếm lệ cắm phát luôn nó mắt tổ chức thiệt thơm cả bà muôn cho mơ ngân má lòng sừng thở ý ai của bà mớ cứ chẳng nghe cáo mươi lại ải lại em rú lại na lúc ta rú lại bàn phòng bàn rú lại cường hợp đỏ cành hạt banh tấy năm nửa sửa đi ao căn mắt tùng tôm cho muôn mắt cho mong ngân má làng xứng ý ai của bà mớ lô làng cơ ba năng nung lấy rú tác bàn tổ chức có biết sẵn hơn xưa sau này chúc chúc lại năng bà mê lương chơ hảo khăn dê sẵn lý lầy cây sẵn lý bên tảnh ngu hở ngu bè lại tảnh khoai hở khoai bè lắm cơ ba chúc lại em bà mẹ bị nặng rú xiềng sông bờ rú sờ sông ngọt rú xiềng sông tà bé rú rền sông nằm mó đại em bà mẹ bị nặng hao nơi.